Rồi cái các bạn xem cái đây đang phải xác định cái vị trí trước ha. Bây giờ cô sẽ giảng về cái position. Giảng về position. Thì các bạn nhìn thấy đây là các cái phần tử của nó, cái thể ngoài cùng là thể deep đúng không? Ở đây là cái hình, đây là chữ. Đây là một thể hình. Thì mỗi thể này ta gọi nó là một cái item đúng không ạ? Một cái thể element. Đấy. Thì cái này các bạn sẽ nhóm lại mấy cái này muốn để vị trí này các bạn nhóm lại thành một cái deep cho nó dễ. Thì những cái này ta gọi là các cái element. Thì những cái element này các bạn hoàn toàn có thể xác định vị trí cho nó được. Ta gọi là định vị. Position. Thì để định vị vị trí thì ta hiểu cái thuộc tính position là thuộc tính gì. Đó ạ, nó có những cái value gì. Thì cái position ta có các cái value như sau. Cái value thứ nhất đó là các bạn thấy đó là cái normal. Nếu các bạn không nói gì thì nó chính là cái normal. Cái position. Cái thứ nhất là cái normal là thông thường. Nghĩa là các bạn có trước nó hiển thị trước, có sau nó hiển thị sau. Đúng không ạ? Thẻ để trước nó hiển thị trước. Thông tính thứ hai đó là cái absolute. Có nghĩa là tuyệt đối. Nghĩa là xác định nó ở vị trí nào thì nó nằm ngay vị trí đấy. Thì muốn định vị vị trí thì ta định vị như sau. Giả sử đây là một cái thẻ, một cái element. Thì các bạn một là định nghĩa top và left. Nghĩa là cái góc này là nó cách top bao nhiêu và cách left bao nhiêu thì nó xác định vị trí của nó. Hoặc là top và right. Hay là bottom và right. Hoặc là bottom và left. Có bốn cái vị trí mà có thể xác định được vị trí của nó. Hiểu không ạ? Thì cái này ta định vị vị trí. Vậy dùng cái absolute thông thường ta sẽ đi kèm cả top, left, top, right hoặc cái gì đó. Hiểu không ạ? Cái này tuyệt đối. Thứ hai, cái thứ ba, value thứ ba của nó đó là relative. Relative có nghĩa là tương đối. Tương đối thì vẫn phải có left, right, top, vẫn phải xác định vị trí. Tuy nhiên đã là tương đối thì phải so với cái gì đấy, đúng không? Ví dụ bây giờ giả sử như cô đang ngồi trên một cái chuyến tàu đang chuyển động. Cô đang ngồi trên tàu, vậy cô đang đứng yên hay là cô đang chuyển động? À, phải so với cái gì? Cô đang đứng yên trên tàu. Nếu cô so với tàu, nhưng so với cái đường đúng không? Đường ray xe lửa thì cô đang chuyển động. Vậy tương đối có nghĩa là phải so với cái gì đó. Đồng ý không? Đấy. Thì tí nữa ta sẽ nói so với cái gì, đúng không ạ? Và cái thứ ba, cái thứ tư là fix. Fix là cố định. Cố định lại. Cố định thì cũng phải có top, left. Nghĩa là nó không, vị trí nó cứ luôn mãi như vậy, nó không thay đổi. Thì gọi là fix, cố định nó lại. Cách nào chuyển động, cách nào thay đổi, cách nào cuộn thì cuộn, nhưng nó là đứng một chỗ. Đúng không ạ? Và cái cuối cùng là inherit. Kế thừa. Kế thừa có nghĩa là nó sẽ nhận các đặc điểm thuộc tính của các cái thẻ cha. Hiểu qua cha của nó, thẻ trong thẻ mà. Thì nó sẽ nhận của thể cha. Thì ngầm định sẽ là cái normal. Nghĩa là không nói gì, nghĩa là normal. Okay. Thì bây giờ ta sẽ đi từng cái một. Cái thứ nhất ta đi là absolute. Đúng không ạ? Absolute có nghĩa là tuyệt đối. Okay. Thì bây giờ ở trong này thì ta vận dụng cái tuyệt đối như thế nào? Vận dụng tuyệt đối như nào? Giả sử cái này cô để một cái thẻ diff. Đúng không ạ? Đấy. Và nếu như tôi vận dụng tuyệt đối ở trong này có được không? Và nó như thế nào? Đúng không ạ? Nó có ảnh hưởng gì không? Thì bây giờ tôi sẽ xem cái vị trí của nó. Ok. Các bạn xem demo ha. Đây. Bây giờ ta xem, ta tạo một, trước tiên các bạn sẽ tạo một cái thẻ deep.
bạn sẽ tạo một cái thể deep ở đây, được không? Các bạn sẽ tạo một cái thể deep ở đây. Ok. Đây, các bạn để class là product chẳng hạn. Ok. Rồi, kích thước, cái này hình hình vuông đúng không? Cái này cô để là 400x400. Các bạn để style trong này luôn nhé. Dễ nè, để ngoài nhé, đây các bạn tạm thời để đây, để cô gõ trực tiếp luôn. Cái class là chấm product. Yeah. Width 400 pixel. Hay 400 pixel. Cái này theo các bạn là để border hay là để cái đồ bóng à? Shadow ha. Box shadow 005 pixel và màu red. Ok. Giờ chạy thử nữa nha. Được đúng chưa? Ok, bó góc của nó là 10 pixel nữa. Đây, cái này cô lấy ra dễ. Bó góc của nó các bạn để khoảng 10 pixel nữa đúng không? Là cái gì ạ? À, border radius. Border radius là 10 pixel. Ok, bó góc chưa? Rồi. Bây giờ các bạn định vị vị trí này. Đầu tiên là cô để cái này là chữ P, thẻ P được không? iPhone 9S là cô để cái thẻ P. Là iPhone 9S. Các bạn muốn cái nội dung nằm giữa thì sao ạ? Cái gì center ạ? Text align center nhưng phải để trong cái thẻ deep nha. Đấy. F5 ở giữa được không? Rồi các bạn muốn cái chữ nó cách đây một khoảng, các bạn thường để cái gì đấy? À, padding. Đúng rồi. Padding. 10 padding top đi ha. 10 pixel. F5. Nó cách chưa? Cách rồi đúng không? Rồi sau đấy đến cái hình đúng không? Đấy, email. Các bạn để trong thẻ thuộc thẻ ở thư mục email sản phẩm.png. Chạy thử. Được chưa? Xong đúng không? Bây giờ các bạn bắt đầu định vị các vị trí nè. Bây giờ các bạn định vị các vị trí. Bây giờ ta xem nha. Cái này nè. Ta định vị vị trí đầu tiên. Đầu tiên này các bạn để trong một cái thẻ, thẻ div. Cái này là trong này để hai cái thẻ, thẻ gì cũng được, thẻ P cũng được, đúng không? Thẻ P cũng được, cái này là gì? À, delete, đúng không? Thẻ delete. Còn cái này là cái giá, giá mà được khuyến mãi, giá discount, đúng không? Giá cũ, giá mới. Ok. Đây, giá cũ, giá mới. Thì các bạn để cái thẻ. Trước tiên các bạn phải để trong cái thẻ deep đã. Đó. Thì deep này các bạn để cái thẻ P. Rồi, như cái này thì các bạn để class là giá cũ đi. Ok. Được chưa? Đấy, cái giá mới. Đây, cái này các bạn để giá mới. Cái này các bạn để là gì đây? Delete. Đúng rồi. Cái này là là ví dụ đô la 120 ví dụ. Còn cái này là bình thường đúng không? Cái này là các bạn để nhiêu hả? 99,5 đúng không? Ở đồ. Ok. Rồi. Bây giờ các bạn định dạng cho cái này. Nó hiển thị phía dưới, không ổn đúng không? Bây giờ trước tiên khoan đã, ta định dạng nào đã. Định dạng nó đã, định dạng nó ta để style nào. Chấm giá cũ mà ta dành cho thẻ gì đấy ạ? Thẻ đeo đúng không? Thì ta dùng cái gì mà bỏ, không cần bỏ thẻ đeo này cũng được, nó đã gạch rồi đúng không ạ? Thì ta để nó cái gì ạ?
120 đô mà cái chữ này là cái size chữ là phông size nhiêu? Phông size là nhiêu ạ? Cái này là 50 pixel. Bao phông hết, phông weight là bao. Đấy, ví dụ như vậy. Bùi chưa? Bùi quá. Phông weight, phông size là nhiêu ta? 40 ha. 30. Rồi màu chữ là màu xám đúng không? Là color là gray. Ok. Đã chưa? Đã rồi đúng không? Rồi bây giờ cái chữ mà 95 đô này nè. Ta để cái giá mới. Chấm giá mới. Không sai. Để 40 pixel. Màu color màu đỏ đúng không? Red. Rồi text shadow. Đúng không? Text shadow 00 gì ta? 10 pixel red. Down. Bừa quá. Màu đỏ không có đẹp. Màu trắng. Chính xác, cái này là màu white. Đấy, thì nó mới ra cái shadow vậy. Thấy không? Nó mới ra cái shadow. Nó gì khác không chữ thôi. Thì bây giờ nó hơi bự. Thì các bạn cho nó nhỏ lại. Thì các bạn có thể để cái light hay. Light hay. Thẻ P. Ok. Thẻ deep. Các bạn để cái light hay nó. Light hay. Cái này các bạn để là 30 pixel. Còn anh dưới là light hay các bạn để 50 pixel để cho nó 40 pixel thôi. Để nó co lại. Nó cũng không ăn thua. Bỏ lại thẻ P để thẻ gì? Để thẻ gì ta? Thẻ span. Để nó khỏi xuống dòng. Tại vì bản thân cái thẻ P nó có một cái xuống dòng. Hiểu không? Thẻ này nó không có xuống dòng. Rồi, muốn xuống thì để thẻ gì? BR nó xuống. Nó không có xuống dòng thì cái lần nó sẽ sát nhau. Hiểu không ạ? Bây giờ cô sẽ đặt cái này nào vào góc bên này đúng không? Thì bây giờ đặt thì cô phải cho cái kích thước của cái div. Div này là cô để class là giá. Được chưa? Thì cô cho kích thước của nó chấm giá là width là khoảng 60 pixel. Các bạn để muốn nhìn thấy nó thì các bạn để cái border thin solid red đi, các bạn để các bạn nhìn ra có đúng nó không. Đó. Đúng không? Rồi, để width nó tự động nó nhảy. Okay. Rồi bỏ cái border đi. Đấy. Rồi, bây giờ muốn định vị vị trí nó nhảy lên. Đây là cái vị trí của nó. Đây là vị trí của nó sẽ hiển thị. Bây giờ các bạn muốn nó nhảy lên để cái phần dưới này nè. Nó sát với cái trên đúng không? Đúng không ạ? Nhảy đúng cái vị trí của nó. Thì các bạn định vị cho cái thẻ div này. Đúng không ạ? Thì các bạn phải dùng position. Bây giờ nếu position mà cô để là absolute tuyệt đối thì cô phải cách cái bên trái và cách phía bên trên bao nhiêu? Hiểu không ạ? Bây giờ cách phía trên ở trên này, cái này cô để 400. Đúng không? Cái này 50. Vậy cái vị trí hiển thị của nó sẽ là bằng 400 trừ cho cái chiều cao của nó. Chiều cao của nó 70 gì đó ha. Thì bây giờ nó sẽ là cách top. Cô để cái position. Cô để là absolute. Thì cái top của nó cô để khoảng là 330 pixel. Đó. Left cô để là khoảng cách khoảng 5 pixel. Nó bị trừ đi. Thấy đúng chưa? 10. Không, cái này 350 pixel. Cách top mà. Đấy. Đúng vị trí chưa? Đúng chưa? Ok. Rồi. Đó là một vị trí.
Thì vậy cái vị trí này là nó có nghĩa gì? Các bạn muốn nó nằm ở vị trí chính xác nào? Nó nằm đúng cái vị trí chính xác đấy, đúng ạ? Đúng không? À, mấy cái khác tương tự, mấy cái khác tương tự. Thì cô lấy cái hình này, một cái hình nữa, hình một cái hình nữa, IMG. Cái icon top đúng không? Chấm png. Đấy, email có chữ S ha. À, các bạn chạy. Thì cái hình nó nằm ở đây đúng không? Cái hình nó nằm cạnh anh này, nằm ở đây. Bây giờ cô muốn nó lên trên. Cô muốn lên trên. Thì cô phải xác định. Cái này là ID gì đấy hả? Class là icon top. Đây. Cô sẽ để là chấm icon top. Cô để là cái trên của nó là cách khoảng 10 pixel đúng không? Còn left nó cách từ bên này sang. Bên này sang thì khoảng là 350 nữa, đúng không? Vậy cô sẽ để cái position của nó là absolute top 10 pixel thôi. Left là 350 pixel. Được không? 300 mấy? 300 pixel. Đúng chưa? Có đúng vị trí chưa? Cái này là do cái này cô cắt á. Cô cắt nó như vậy. Được không? Rồi cái dưới các bạn sẽ tạo một cái div nữa. Đúng ạ. Cái chỗ này các bạn sẽ tạo một cái div nữa. Trong div có chứa ba cái hình. Đúng ạ. Sau đấy các bạn chỉ cần để đặt cái div này đúng vị trí thôi là nó sẽ ra. Được không? Tuy nhiên bây giờ có copy nó ra có vấn đề gì xảy ra? Tuy nhiên bây giờ tôi thử copy. Tại vì các bạn không phải một sản phẩm mà là nhiều sản phẩm. Cô copy nó ra. Đâu rồi? Mấy cái hình này nằm đâu mất tiêu rồi? Cô để cái float left để nó nhảy lên nhá. Product của cô để cái float left để nó nhảy lên ha. Ồ, cái hình đâu mất tiêu rồi? Rõ ràng là có cái hình nó bị đè. Hiểu không? Cái hình này nó đặt vị trí chính xác. Cái hình của cái div bên này nó nhảy, nó đè hai. Ở đây có hai cái hình nó đè lên nhau. Hiểu ý không? Hiểu không? Ở đây có một cái hình nhá. Icon top. Ở đây cũng có icon top đúng không? Nó bị đè lên nhau, bị chồng lên. Có hiểu không? Chồng mất tiêu rồi bây giờ làm sao? Lý do khi các bạn định vị vị trí chính xác thì các bạn đặt nó đâu nó nằm đấy, nó đè lên nhau. Cái đầu tiên các bạn cũng đặt ở vị trí này, cái hai các bạn cũng đặt ở vị trí này, thì hai cái nó đè lên nhau mất rồi. Về trường hợp này có xử lý như này được không? Không được. À đúng rồi, sẽ có hai cái giải pháp để làm cái này. Đó là hoặc các bạn sẽ dùng cái tương đối, hay là các bạn cũng dùng tuyệt đối. Nhưng có một cái mẹo nữa. Chỉnh lại Excel. Không phải chỉnh lại Excel mà ta chỉnh lại cái thẻ ngoài cùng. Tí nữa tôi sẽ nói. Được chưa? Nhưng mà bây giờ ta sang cái thứ hai. Đó là gì đấy? Tương đối để giải quyết bài toán này. Được không ạ? Đấy, bây giờ ta sẽ lấy một cái cốt khác. Cốt này tí nữa tôi sửa ha. Bây giờ ta sẽ lấy làm một cái khác, cốt shape as. Nó thành cái này là demo 2 đi ha. Đấy. Ok. Rồi bây giờ các bạn chạy, bây giờ chạy cái demo 2. Demo 1 tắt đi. Được chưa? Bây giờ cô sẽ xử lý cái này thay vì tuyệt đối, cô sẽ làm tương đối. Bây giờ nếu mà tương đối thì phải xem nó hiển thị như thế nào. Có nghĩa là chỗ giá và icon top này tạm thời cô bỏ đi.
Đấy, để xem nó hiển thị như thế nào. Đấy, trường hợp này là hiển thị tuần tự, cái nào gõ trước nó nhảy trước, cái nào gõ sau chạy sau, đúng không? Bây giờ nhìn nào, vậy tương đối thì phải xem nó tương đối so với cái gì. Nếu cô muốn xử lý cái spectral thì cô phải xem tương đối so với vị trí nó hiển thị thế này, hiểu không? Hiển thị đây. Vậy bây giờ cô đẩy spectral lên thì có phải lên top không? Có, mà nhảy xuống dưới thì cách top sẽ là số dương, nhảy ngược lên sẽ là số số âm, hiểu không? Số âm. Vậy ở đây cách top không nhiêu? 400. Xong các bạn lấy top này, để cho là 100 không thăng, âm 400. Các bạn nhìn nha. Đây, cô sẽ làm cái spectral trước. Có nghĩa là cái chấm icon top này nè, cô sẽ để position, cô không để là absolute mà cô sẽ để gì? Relative, đúng không ạ? Relative, chỗ này top cô sẽ để là âm 400 pixel. Left, cách bên left, hoặc là cách right, các bạn cách phải cũng được, top hoặc right. Cách right hoặc cách left, đúng không? Cách left là là 200 pixel. Đấy, ta coi trước xong ta chỉnh sau nha. Các bạn chạy thử nè. Đấy, đúng chưa? Thấy nó lên. Bây giờ ta xem là top bây giờ 400 mấy? 430. Còn left thì khoảng 160 hả? Đúng chưa? Dịch vô tí nữa. Dịch vô tí nữa thì các bạn sẽ thấy. Thấy nó sẽ hiển thị hai bên chưa? Nghĩa là tương đối là nó sẽ phụ thuộc vào gì đó, vị trí của nó định hiển thị thôi. Hiểu không? Nó khác với tuyệt đối. Tuyệt đối là xác định chính xác luôn. Hiểu ý không ạ? Chính xác vị trí luôn. Vậy trong trường hợp này ta nên dùng gì đấy? Tương đối. Relative, được chưa? Tương tự cho anh này. Anh này đáng lẽ vị trí hiển thị của nó đây. Top nó âm khoảng 10 pixel, còn left nó âm khoảng nó âm đi ngược lại nó phải âm. Đúng không? Âm khoảng âm 140 pixel. Vậy cô sẽ để cái chấm giá cũng position relative. Đúng không? Top là âm 10 pixel và left ấm nhiều 140 pixel. Đấy, các bạn thử coi đúng không nha. Gần đúng đúng không? Âm rồi, ok. Thấy chưa? Được chưa? Ok chưa? Vậy trong trường hợp này thì ta nên dùng gì đấy ạ? Nên dùng gì đấy chị? Được chưa? Tuy nhiên thì cô quay lại cái bài toán khi nãy, nếu mà absolute thì sao? Có được không? Thực ra thì vẫn giải quyết được. Trong trường hợp các bạn phải có một cái mẹo. Ta quay lại cái bài, tức là bài về cái vấn đề về relative, các bạn hiểu chưa? Bạn hiểu chưa? Tức là cái vị trí xuất hiện của nó phải so với cái vị trí đáng lẽ nó hiển thị. Đáng lẽ nó hiển thị. Thì các bạn phải tính cái vị trí, nếu mà không có cái position nó hiển thị ở đâu, thì khi tính position ta phải so với cái vị trí nó định hiển thị, đi lên hoặc đi xuống, sang trái hoặc sang phải bao nhiêu đó. Hiểu không ạ? Rồi bây giờ ta coi, quay lại cái bài toán khi nãy, cái ví dụ 1. Các bạn coi cái ví dụ 1 nhá. Ta quay lại nè, các bạn nhìn. Ví dụ 1. Trong trường hợp này cô chỉ thêm một cái mèo nữa thôi. Nếu cái mèo này các bạn không đọc cốt mà không hiểu sẽ không biết. Tại vì nhiều bạn thắc mắc là cô ơi, tại sao người ta vẫn định vị vị trí, người ta vẫn dùng cái absolute được. Em thấy chạy vẫn được, vẫn ok, thì vẫn được. Nhưng phải có một cái mẹo. Cái mẹo đó là gì?
cái viền bao nó, cái div bao ngoài cùng, các bạn phải để relative hoặc absolute. Cái bao nó để relative, ví dụ cô để relative đi ha, hoặc absolute. Đây, relative product đâu à? Đây, cái product các bạn thêm cho cô một cái position nữa, để relative chẳng hạn. Được chưa? Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu cái anh ở ngoài bao nó là được định vị vị trí thì anh trong nó tuyệt đối để absolute, nhưng tuyệt đối so với cái bao. Hiểu không ạ? Chứ không phải là so với cái body. Hiểu không? So với cái thẻ bao nó cũng tuyệt đối vị trí chính xác, nhưng chính xác so với cái đường bao. Vậy bây giờ vị trí thì nó tính cái đường biên, để tính cái tuyệt đối là cái biên của gì đấy ạ? Cái biên của đường bao. Viên của đường bao, hiểu không? Hiểu ý không ạ? Vậy những cái này nó sẽ tuyệt đối so với cái đường bao này nè. Tuyệt đối so với đường bao nè. Hiểu không ạ? Cho nên các bạn thấy nó bị lệch một tí. Tại vì lúc nãy là ta đang bao so, ta định tính pixel là so với cái body. Hiểu không? Mà các bạn thấy cái body nó cách cái này một khoảng. Cho nên khi bây giờ các bạn chỉnh lại nó sẽ bị nhảy một tí. Thì các bạn chỉnh lại cái pixel là được thôi. Hiểu không ạ? Copy thoải mái, các bạn chỉnh lại cái pixel thôi. Còn copy đi đâu nó cũng không có bị thay đổi. Hiểu không ạ? Hiểu ý không? Thì đó là ý nghĩa của position, định vị. Vậy trong cái position nó có hai cái rất là quan trọng, đó là absolute và relative. Hiểu ý không? Nếu các bạn hiểu rõ bản chất của nó thì định vị rất là dễ. Vậy dùng absolute cũng được, dùng relative cũng được, thì cái nào tiền cho các bạn thì các bạn dùng. Hiểu ý không ạ? Đấy, chứ không nhất thiết là bỏ cái này là phải dùng relative, cái này phải dùng absolute, đúng không ạ? Và các bạn thích dùng cái nào các bạn dùng, nó không bị giới hạn nữa. Nhưng ý nghĩa của nó thì là khi anh relative là tương đối phải, mình khi tính nó dễ, biết cách tính thì tính dễ. Còn nhiều bạn không biết cách tính, các bạn làm lung tung, xong cái không biết mình xử lý như thế nào. Hiểu ý không ạ? Rồi, còn một cái fix nữa. Cái fix thì là dùng để các bạn thường, các bạn sẽ cố định dùng để làm menu, cố định ở trên cùng á, hoặc menu phải hoặc menu trái, để các bạn cố định cái menu đấy. Khi các bạn có cái gì đó thì nó không bị thay đổi. Giả sử bây giờ các bạn làm một cái web, giống cái web của cô đây. Hôm trước cô nào các bạn web này, thì cái khúc trên cùng này thì bị cố định nữa các bạn. Hiểu không ạ? Khúc này trên cùng nè, các bạn hay thấy đúng không? Cái này bị cố định. À, cái này cô làm để demo thôi, tại vì cái này là của gì đấy? Ở trong cái bài lab nè. Hiểu không ạ? Làm demo thôi. Cuối môn các bạn sẽ được đẩy hướng dẫn cách để đẩy lên Internet. Hiểu không ạ? Public cái web lên Internet. Ok. Đấy. Thì bây giờ cái này là dùng, các bạn dùng fix. Thì bây giờ dùng fix phải có kỹ thuật nhá. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn dùng fix. Đây, nhìn dễ nhưng mà đôi khi xử lý không biết cách nó vẫn có vấn đề. Hiểu không? Giả sử bây giờ ta sẽ làm một cái trang web nhá. Cô làm index, cái trang index đây. Đây, cô làm một cái trang index ở đây. Index. Okay. Ok. Rồi, ở đây các bạn thường khi làm một cái trang web, các bạn thường sẽ có một cái div bao ngoài cùng. Đúng không ạ? Đây, cái div bao ngoài cùng. Div. Các bạn để là cái ID wrapper. Trong cái div này sẽ chứa các div khác, ví dụ cô làm hai cái div thôi. Div đầu tiên là cô để cái top menu, ID là top menu, đúng không ạ? Đấy, trong này cô sẽ để, còn ID thứ hai là cô để cái div main. Đấy, ok, div main. Được chưa? Thì cái chỗ này nè, các bạn nhìn nha, cô sẽ định vị, tạm thời cô sẽ định dạng như sau. Cái style
cái draft sao machine đúng không? Cô để cái machine không auto cũng được ha, để auto cũng được. Rồi cái wrapper width cô để 100% đúng không ạ? Hay cô để auto, nhưng mà tạm thời cô để cái hay là 1000 pixel, tạm thời thôi nhé. Để background, background color cô để light gray, light gray. Ra chưa? Light gray nó có cuộn à? Thấy không? Ok. Rồi cái top, cái top menu cô sẽ để như thế này. Top menu. Top menu cô sẽ để là cái width cũng 100%. Cái hay để cô để 50 pixel. Và background cô để là trật tự đi, trật tự black chẳng hạn. Màu color giờ các bạn để là white hoặc là phong phong quét bầu, các bạn để cái chữ là menu chính. Thế chạy lên à, đây nói chưa đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn để trong thẻ P, giả sử chữ các bạn để thẻ P thì các bạn đặt cho nó cái like hay top menu là like hay width text align center, các bạn để là cái top menu, top menu xong thẻ P các bạn để là like hay để 50 pixel luôn. Được chưa? Ok, nó sẽ căn giữa. Like hay là nó căn trên dưới luôn nha các bạn. Rồi. Đến bây giờ ta xem cô bố trí cái nội dung như thế nào. Cái div main này nè, cô sẽ cho nó kích thước nó nhỏ thôi, khoảng 80% hoặc 90%. Main cô cho width của nó khoảng 80% thôi. Đúng không ạ? Cô để cái nội dung vào đây. Các bạn nhìn nhé, cô copy cái nội dung vào đây. Style này cô copy luôn. Và cái nội dung cô copy vào xuống. Mấy cái div này cô cho hẳn vào cái div này. Đấy, ta copy xuống đây. Vào cái main. Chạy. Ok. Được chưa? Rồi bây giờ các bạn nhìn nhá, hiển thị thế này đúng không? Cái này hơi xấu, lấy cái bên này đẹp hơn nào. Cái này đẹp hơn đúng không? Lấy cái này đi. Lấy cái này đi. Relative, cô đỡ phải chỉnh sửa thôi, làm miếng chỉnh sửa. Không muốn chỉnh sửa. Rồi. Ủa? Sao nó nhảy dữ thân trời? Sao nó nhảy dữ thân trời? Nhảy quá trời nhảy vậy. Ủa sao nó nhảy dữ hả? À, rồi hiểu rồi. Okay, qua đây. Đằng nào cũng phải chỉnh.
Rồi ok, thôi khỏi đi nào. Rồi, bây giờ cô fix. Bây giờ cô muốn cái này cuộn nó không mất. Nhờ các bạn nhìn nhá. Khi cô cuộn thì cái top menu này không bị mất đúng không? Thì cô sẽ để cái top menu, cô để cái fix. Các bạn để ý nha, các bạn sẽ phải nhìn cái này nè. Cái dữ liệu đấy có bị mất không? Không đúng không? Không bị mất đúng không ạ? Bây giờ cô để cái top menu, cô để là cái position. Top menu nè. Cô để là cái position. Để là fix. Nhìn nha. Em nằm. Dữ liệu bị mất chưa? Nó bị nổi lên nè, thấy không? Nó cái này nó bị đè lên nè, thấy không? Nó kỳ kỳ, thấy không ạ? À, thì bây giờ để giải quyết vấn đề này như thế nào? Các bạn nhìn nào. Thì ở trong cái định vị nó sẽ có 3 cái tọa độ. Nào, trong cái phần định vị nó sẽ có 3 tọa độ. Tọa độ thứ nhất là X. Gặp máy. Tọa độ thứ hai sẽ là Y. Và có một cái tọa độ nữa. A, tọa độ Z. Tọa độ Z là cái độ sâu đúng không ạ? Nó sẽ xác định cái element, cái thể nào nằm trước thể nào. Đúng không ạ? Thì ta có một tọa độ thứ hai nữa, thứ ba nữa, đó là tọa độ Z. Thì trong set S nó sẽ là thuộc tính Z index. Máy hết trơn cho tôi. Đây. Thì ở đây tôi xác định cái Z index càng lớn thì cái đối tượng đấy nó sẽ càng nổi lên trên. Z index càng lớn thì đối tượng càng nổi lên trên. Bởi vậy ở trong cái top menu các bạn muốn nó nổi lên trên hẳn thì các bạn để Z index thật lớn. Z gì ạ? Index. Các bạn để ví dụ 1 hoặc thật lớn 1000 đi. Cái số này càng lớn nó càng ở phía trên. Hiểu không ạ? Lên trên chưa? Nhưng mà có bị mất không? À, vẫn bị mất. Thì bây giờ để giải quyết vấn đề vẫn bị mất dữ liệu này, phải có một cái mẹo. Một cái mẹo. Nghĩa là cái div bao toàn bộ nó. Cái div này tôi tạm thời tôi để cái background nha. Các bạn nhìn nha. Background color để white. Đấy. Đâu rồi? Để cho các bạn nhìn rõ cái background. Được chưa? Bây giờ cô sẽ để cái div mà div main này nè. Div bao nó. Có một cái mẹo là cô sẽ đẩy nó xuống một tí. Thì cô để cái margin top đúng bằng 50 pixel hoặc 60 pixel. Margin top khoảng là 55 pixel. Nhìn ha, nó đẩy xuống. Từ từ. Nó đẩy đúng rồi nó đẩy nguyên từ. Nó đẩy nguyên luôn. Margin top khoan. Đây wrapper. Đẩy cái wrapper xuống. Cái này trong wrapper. Product. Rồi bây giờ tôi sẽ làm một cái Marine padding. Đây. Anh wrapper để cái padding top. Năm mươi lăm pixel. Padding nó mất luôn anh này, nó đẩy cái anh này xuống. Anh này padding top 55 nó đẩy cái này xuống. Không chịu cái padding bỏ.
Từ từ nha. Có, để tôi lấy cái nào. Giờ thêm mất công thôi. Bây giờ thêm một cái inner nữa. Cái deep inner trong cái deep này nữa cũng được. Đây, cái deep product là cái này đúng không? Cầu thủ cái gì? Giờ này mà cầu thủ cái gì không biết. Trong này có để một cái deep nữa. Deep ID bằng inner main. Đóng cái deep lại. Ok. Được chưa? Đó, thì inner main. Inner main. Thì các bạn để cái margin top. Top 55 pixel. Ok. Khoan, đẩy cái menu chính. Top menu 0 pixel. Left 0 pixel. Cố định nó lại. Được chưa? Đẩy ra chưa? Thì các bạn phải có một cái mẹo nhỏ để giữ cái anh top này lại. Để vào cái nội dung ở dưới phải margin top để nó cách cái khoảng trên, không bị cái trên nó che lấp nữa. Và bây giờ các bạn kéo lên. Ôi sao bị đơ máy à? Được chưa? Đương nhiên kéo thì khi kéo lên nó sẽ che, nhưng mà lúc đầu nó sẽ không bị mất thông tin. Hiểu không ạ? Nó bị đơ rồi. Không phải chuột hơn, máy hơn. Đó. Được chưa? Hiểu không? Thì đó là cái mèo để các bạn fix nó lại. Fix cái này. Ok. Thì đây là cái ý nghĩa của cái fix. Và áp dụng thông thường thì sẽ áp dụng dành cho gì đây ạ? Menu top. Nhiều bạn để luôn cả cái bottom. Để một cái đường này cố định cũng được. Thì các bạn thay vì top và left, các bạn để bottom left hoặc bottom right đều được hết. Hiểu không ạ? Để sát nó là nó sẽ cố định lại. Ok. Rồi.